Thôi, chờ tất cả anh chị em nha. Em vừa thái bớt cốt xong cho anh khách. Cái máy bơm hơi chạy nó ồn quá không nghe nha anh chị. Con này thì em bán rồi nha, đầu này. Đầu này mới lắm anh chị. Em tháp cái bu ly này có nếu có 8 phân à. Cái bu ly ở ngoài chợ nó bán cái bu ly mới á. 1.26 quắc à, nhìn thấy ghê lắm, nó không hạp. Thôi em gắn cái 8 phân cho anh đi rồi về anh tự anh sắp bên kia cũng được. Nhưng mà cái đầu này là nó là tua lẹ nha. Nó nằm ở trong máy nè. Nhưng mà em chuyển đi 8 phân thì có thể là nó vừa ở dưới bên kia chạy cỡ 1.4 cũng được nữa. Tắc rưỡi vậy á. Hình như nó có tắc rưỡi á. Thì em bỏ bu ly này vô cho anh. Ly xịn. Nè, cái đầu đẹp ghê không? Cái này là em cái đầu này thì em bán rồi nhưng mà em giữ máy nè. Xong em gã ra em bán rồi á. Thì sẵn em rửa giùm cho anh luôn. Cái đầu máy mới tinh luôn anh chị. Bạn đầu máy anh chị nào cần liên hệ em nha. Đầu này 70 nha anh chị. Cái này nó là Gobin á, nó Gobin ES21 là nó chung với Supergu đó anh chị. Đó, này về đặt vô lại chạy cũng sướng nữa. Tại cái này cúc thẳng nha anh chị. Máy cúc thẳng nó cũng hơi hiếm nha, đẹp lắm nha, nhìn đẹp ghê không. 7 ngựa về bỏ với cái xuồng nhỏ chạy đi chơi câu cá thì cũng vui lắm anh chị. Đó, vậy nào cần này thì liên hệ em ha. Cái đầu này 4 triệu anh chị. Đó, còn cái khung kia nữa. Cái khung kia để chốt vô quay được cho em rửa rồi á. Nhà sẵn đây em rửa dùm cho anh khách luôn. À quên đó, cái này về á thì anh bít cái đầu này lại ha. Tại cái dây này là tại cái máy đã nằm trong cái thùng á thì buộc là nó có cái ống này để nó ra nó xả nhớt á. Nằm ngoài á thì về mình dặn bít nó lại, lấy cái cây đóng nó vô đó cũng được nữa ha. Còn anh muốn xả ra ngoài thì anh cứ xả làm theo cái này cũ lại ha. Này giống như cái máy này nè. Thì nó có cái xả nhớt ra ngoài đó, em đóng bít lại nè. Đó, như của em thì em đóng được, còn của ảnh biết anh chịu không thôi em để zin lại. Cái của em thì nè em đóng lại nè, thấy không, này nó cũng là cái ống ra nó cũng mới gan vậy đó. Này nó nằm ở trong, nó có cái ống nó ló ra ngoài. Cái đầu này thì áp nó hình như là phải chắc trên 150 kg anh chị ơi. Cái này tại đẹp em lấy về thôi chứ em không rành mấy. Máy bơm hơi chạy không nghe gì hết trơn. Nãy nghe nước nó chảy ra thì có nước vô trong nó kêu lớn hơn đó. Cái này là em chưa có làm gì nha, cái đầu này em không có vệ sinh, không có làm gì lại. Mấy cái đầu này không hư đem chơi. À sẵn đây em quay cái khung cho anh chị luôn. Ủa khung để rồi nè. Cái khúc này là em chưa rửa nha. Đó, thì em vệ sinh rồi hết nè. Ở 4 cái bánh xe này hơn cũng đủ tiền anh chơi. Đó, không? Khung rửa nó tên luôn không? Đó, khung này đầy đủ hết nguyên bộ luôn. Nhưng mà em lấy cái công tắc này lại nha anh chị. Tại vì cái máy đó là nó phải có cái công tắc này. Em bán em gửi cái công tắc này theo cho người ta nha. Đó, em chỉ lấy cái công tắc ra thôi. Còn cái đèn này hình như là cái đèn báo nhớt nè. Em lấy con dây này ra luôn. Con dây này dây e. Dây này dây e. Tại vì em lấy cái đèn này mà chết mẹ cái đèn hư hết rồi. Tại cái đèn này là hết nhớt nó sẽ báo nha anh chị. Đó, hình như cái đèn báo nhớt á. Đó. Đó, còn cái khung này thì anh chị nào mua em bán 1 triệu thôi. Em vệ sinh sạch sẽ ra hết cho anh chị gì nè ha. Còn mấy miếng kia chưa có vệ sinh lại nữa. Đó, chị nào cần thì liên hệ em ha. Rồi. Bây giờ lên máy xới là mai mới vệ sinh được, giờ mấy này lụt bụt quá không thời gian. Nó nè, măng móc của nó em rửa sạch hết rồi chị thấy không. Và anh phá đồ, à có luôn hùng xăng nha chị. Quên nó, quên cho coi. Lụt bụt quá có mình em làm một kiếm gì. Đó, hùng xăng sạch bon ha. Chắn tin. Rồi, chị nào cần thì liên hệ em ha. Nguyên cái khung đó là 1 triệu, cái đầu máy 4 triệu. Cái đầu máy 4 triệu chuyển đủ em bao ship luôn cho. Ha. Phải 4 triệu chuyện đủ mà xếp. Rồi, thôi em chào.